Đây là Đài Phật giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net, tức .net. Ý Lan xin kính chào quý thính giả Đài Phật giáo Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu, ngày 12 tháng 12, dương lịch 2014, tức 21 tháng 10 âm lịch Giáp Ngọ. Xin mời quý thính giả nghe lá thư tuần thứ 9, nói về vấn đề tâm công, ý nghĩa của những con số và suy tưởng của Thượng Thọ Thích Giác Đặng trong việc tạo mại ngôi chùa chung. Lá thư trong tuần số 9, Tâm Công. Thời niên thiếu có hai lần đọc được kế sách Tâm Công của Nguyễn Trãi, nhưng không lưu ý nhiều. Sau này một lần nghe giáo sư Võ Văn Ái thuyết trình, thấy thú vị với ý tưởng đó. Đại khái Tâm Công là một thứ tâm lý chiến, nói theo ngôn ngữ hôm nay, nhưng không theo cách bá đạo. Đó là cách thay đổi cái nhìn của đối phương, cũng như từ đó thay đổi cục diện. Phương cách này đặc biệt thích hợp với hoàn cảnh, mạnh dùng sức, yếu dùng mưu, và cũng gần gũi với tinh thần nhân ái. Trong một thế giới mà phần đông tin vào sức mạnh của đồng tiền và vũ lực thì điều này có vẻ miễn cưỡng, nhưng đọc lại lịch sử của nhân loại thì không có phương cách bạo tàn nào mà xây dựng được điều đáng ca ngợi đâu. Trong công cuộc vận động giải trừ quốc nạn và pháp nạn của người Phật tử Việt Nam ngày nay, kế sách tâm công là điều cần nghiền ngẫm. Tất cả bắt đầu từ cái nhìn của chính mình. Trong chiến tranh, người ta thường đặt để ưu tiên hàng đầu là chiến thắng kẻ thù bằng mọi giá, kể cả nung nấu hận thù. Thực tế thì hận thù không phải chỉ tiêu diệt đối phương mà còn là độc tố tàn hại chính mình. Không nhận thức được điều đó, rất dễ biến cuộc sống của người khác và chính mình thành địa ngục. Cách suy nghĩ mang lại lợi lạc luôn luôn từ thiện tâm. Không có tâm lành thì khó thực hiện được tâm công. Ông Nelson Mandela, nhà lãnh đạo đưa Nam Phi ra khỏi nạn kỳ thị chủng tộc cực đoan, có thời bị giam ở Robben Island, ngoài khơi Cape Town. Ông bị ngược đãi đủ điều trong sự giam cầm do người da trắng điều hành. Dù vậy, từ nhà tù khổ sai, ông Nelson đã viết cho những người cộng sự của mình: "Chúng ta không chỉ tranh đấu vì sự bình đẳng, công lý cho người da đen, mà là của toàn thể dân chúng thuộc mọi màu da trên quê hương này." Cách nhìn đó sáng suốt, cao cả và đẹp. Chúng ta không thể vận động cho nhân quyền bằng ngôn từ thiếu nhân tính, không thể yêu chuộng tự do bằng thái độ áp đặt, không thể xây dựng dân chủ bằng sự độc đoán. Phải tin vào điều thiện mới không bị lôi cuốn bởi ác niệm. Muốn dùng tâm công, trước hết nên công tâm. Loài người ghét sự bất công nhưng lại thường cư xử bất công. Chúng ta rất dễ gắn ghép một cách sai lầm đối với người khác. Trong hoàn cảnh có những xích mích buồn phiền thì hầu như rất dễ dàng quy trách cho người đối lập về những khó khăn phiền phức của mình. Cổ học Tinh Hoa ghi lại câu chuyện một người mất búa nghi người hàng xóm lấy của mình. Người này nhìn người hàng xóm từ cách đi, đứng, ăn nói, cử chỉ, nhất nhất đều giống hành vi kẻ trộm. Sau này tìm được cái búa trong nhà thì nhìn lại người hàng xóm không có vẻ gì là người xấu. Những nền pháp trị tốt trên thế giới đều có đặc điểm chung là luôn bênh vực quyền lợi của người bị cáo khi sự việc có điểm tồn nghi. Khổ nạn của trần gian không phải chỉ hiện hữu ở chiến trường, ở tòa án, mà ngay trong cuộc sống hàng ngày. Thái độ tôn trọng sự thật sẽ xoa vơi rất nhiều sự nghiệt ngã của cuộc đời. Phương tiện truyền thông với kỹ thuật nhanh chóng, tiện lợi ngày nay thường khi lợi bất cập hại.
những tiếng nói trung thực, chân xác thường bị lấn áp bởi bao thứ điên đảo vọng tưởng, dành cho người sự phán xét công minh cũng là cho mình cơ hội tránh ngộ nhận đáng tiếc. Một tâm thái hiền thiện luôn cho chúng ta điều kiện tốt nhất để hành động. Sức mạnh vô hình nhưng năng lực khôn cùng. Nói về tâm thái con người thì phải nói là sức mạnh nội tạng không dễ đo lường. Nếu nhìn thật kỹ, sẽ thấy rõ năng lực tinh thần chi phối lớn lao công việc hàng ngày. Việc tạo lập ngôi chùa Phật Quang là một hành trình mà tấm lòng của Phật tử bốn phương chứng minh được khả năng vượt thắng trở lực. Thời điểm xác lập được sự tin tưởng của mọi người về tính khả thi của sự vận động tài chính là đại hội thường niên tại chùa Từ Bi, Arlington. Trong vòng 40 phút, quý đại biểu xa gần phát tâm cúng dường và cho mượn số tiền hơn 140.000. Mặc dù con số ấy vẫn chưa đủ vào đâu, nhưng ai ai cũng phấn khởi là chắc chắn sẽ mua được ngôi chùa. Một câu chuyện khác cũng cho chúng ta bài học tương tự. Trong những giờ phút khó khăn nhất trong cuộc vận động mua chùa, thì một Phật tử miền Bắc Dallas phát tâm gánh vác đi từ xa hơn 5 giờ lái xe để nhận tiền. Trời lạnh, ngồi trong nhà vừa ăn bát cháo nóng, vừa nghe đạo hữu đó nói về sự thiết tha, làm sao mua được ngôi chùa chung của giáo hội. Chỉ đôi lời giản dị đã đủ để nói hết tâm tư, đủ để khẳng định ngày nào còn những người như vậy, giáo hội còn tồn tại. Hôm qua lại được biết một chuyện cảm động khác. Tháng trước nhận được số tiền gần 7.000 Mỹ Kim do Phật tử chùa Quán Âm, Nam Úc gửi cúng quỹ tạo mãi chùa Phật Quang. Không ngờ được trong số đó có 2.000 Úc Kim của cụ Pháp Chính Lê Huy Phúc đang bệnh nặng. Đọc lá thư trong tuần về tin giáo hội, cụ ân cần dặn con trai của mình gửi tiền cúng dường. Cụ mất ngày 31 tháng 10 năm 2014, 4 tuần lễ trước khi ngôi chùa chung hoàn tất thủ tục tạo mãi. Tối qua, ngồi trong chánh điện chùa Phật Quang, tụng kinh cho cụ, thầm mong cụ đang ở cảnh giới nào đó biết rằng nguyện vọng mua chùa đã hoàn thành. Sống ở đời chỉ cần có tấm lòng. Vẫn còn có điều đáng nói về những con số. Mặc dù ngôi chùa chung đã chính thức ra đời, nhưng vẫn còn có con số tài chánh cần nói. Cuối tuần rồi, Dallas và Houston gây quỹ. Tổng kết số thu từ lúc khởi sự tổ chức tiệc gây quỹ ở Dallas là 159.000 Mỹ Kim. Tổng số thu ở Houston là 323.000 Mỹ Kim. Có thể nói là thành công viên mãn. Ngoài ra, báo cáo tổng kết tiền thu từ vé số gây quỹ là 82.000 Mỹ Kim. Quan trọng là quý Phật tử vẫn quan tâm ủng hộ nhiều sau khi đã mua được chùa vì biết rằng vẫn còn có nợ ngắn hạn phải trả. Xin chúng ta nhất tâm cầu nguyện và hồi hướng phước lành cho cụ Lê Huy Phúc, pháp danh Pháp Chính, sinh ngày 15 tháng 5 năm 1918, mệnh chung ngày 31 tháng 10 năm 2014, hưởng thọ 97 tuổi, mong cụ ở cảnh giới. Giới nào cũng sung mãn phước lành và sớm viên thành quả vị giác ngộ, giải thoát. Chùa Phật Quang, Huntington Beach, ngày 11 tháng 12 năm 2014, Tỳ Kheo Giác Đẳng. Để tạo mãi ngôi chùa Phật Quang tại Nam Cali, khởi từ Trung Thuận tháng 10, Văn phòng Hai Viện Hoa Đào đã tổ chức hai cuộc gây quỹ tại hai miền Nam Bắc Cali. Ở thành phố San Jose thu được 175.000 Mỹ Kim và ở Westminster thu được 168.000 Mỹ Kim. Qua tháng 11, gây quỹ tại thành phố Seattle, tiểu bang Washington thu được 206.000 Mỹ Kim. Vừa qua, ngày 6 và 7 tháng 12, hai cuộc gây quỹ đã được tiếp tục tổ chức tại hai thành phố Dallas và Houston thuộc tiểu bang Texas. Tại thành phố Dallas thu được 159.000 Mỹ Kim và Houston thu được 323.000 Mỹ Kim. Tại thành phố Dallas, anh Lê Quang, người hướng dẫn chương trình, đã nói lên tâm sự khi vượt biển, lâm cảnh thập tự nhất sinh, nay thấy trách vụ mình phải làm một cái gì để đền đáp. Nhân đây thì kính thưa quý vị, nói về cuộc đời sống tâm linh thì phải nói là Lê Quang được cái sự rất là may mắn và cũng cảm ơn Quan Thế Âm Bồ Tát. Ngài đã cứu 37 người trong một cái cuộc vượt biên và trong đó có Lê Quang nữa. Thì quý vị cũng biết là khi mà con người sắp chết thì lúc nào cũng luôn luôn có cái sự cầu nguyện, và lúc đó thì Lê Quang cũng mọi người là cầu nguyện, người nào có đạo nào thì đọc kinh đó. Thì Lê Quang tuy rằng là trên biển cả lên sắp chết rồi, nhưng mà Lê Quang có tính hài,
và Lê Quang cũng nói với lại những người đồng bạn, vì sao hôm nay đọc kinh sao rồi? Thì mấy người bạn nói hôm nay đọc hoài mà Phật đâu có thấy Phật, thấy Chúa ở đâu, mà thấy nước nó vô nghe không à. Thì thưa quý vị, trong cái câu chuyện đó thì chúng tôi thật ra thì đã chết rồi, nhưng mà rốt cuộc cũng có người trên biển cả để cứu chúng tôi. Và khi mà không còn một cái hơi thở nào để mà phải nước ở trên mặt nữa, thì khi mà 12 giờ trưa đến 12 giờ đêm họ kéo chúng tôi vô bờ, thì không biết là cái sức mạnh ở đâu, nhìn đó nguyên một tuần lễ mà bỏ chạy từ trong rừng để ra đường lộ và lên xe để đi về nhà. Và tất cả những cái người đó được bình an trong cái hạnh phúc. Thì bây giờ nghĩ ngược lại trong 20 mấy năm, 30 năm về trước, đó là cái sự cứu độ và ơn trên. Và trong lúc mà sắp chết thì quý vị cũng biết là chúng tôi hứa đủ thứ, là hứa là làm người tốt, hứa là ăn chay, và Lê Quang hứa là ăn chay 3 tháng để cảm ơn Ngài. Nhưng mà rốt cuộc bây giờ thì cũng cái lời hứa đó cũng chưa có thực hiện được, là bởi vì cái cuộc sống ở đây ăn chay nó khó khăn quá. Cho nên ngược lại, Lê Quang làm những cái chương trình thiện nguyện tham gia như thế này để bù đắp lại, đó là một cái điều mà Lê Quang mong muốn. Cô Phương Thảo được hướng dẫn cuộc đầu giá chuỗi ngọc do một đạo hữu ở chùa Từ Bi gửi tặng để góp tiền mua chùa Phật Quang. Và kính thưa quý vị, trên tay Phương Thảo có một chiếc chuỗi hạt. Và để mà nói tí xíu về chiếc chuỗi hạt này, kính thưa quý vị, Phương Thảo đã làm việc với các bác trong chùa Từ Bi rất là nhiều năm. Những cái việc ở phía sau mà các cô, các bác làm đó, thực sự ra thế hệ đi sau như Phương Thảo hoặc là các quý vị không thường tới chùa Từ Bi thì không thấy. Các bác đã là tuổi lớn rồi, trời mưa trời gió vẫn lo cho chùa. Bên cạnh đó có những cái tiền mà saving, tiền mà để dành tuổi già cũng cho chùa mượn luôn. Rồi có nhiều bác cũng phải cho thêm vô nữa, hàng tháng cũng phải bỏ tiền vô nữa cho chùa. Và ngày hôm nay Phương Thảo có trên tay là một cái chứng minh của một cái bác rất là lớn tuổi, nhưng mà bác cũng đã tặng cái này cho chùa. Nhưng mà cái giá mà bác mua là 1.500, và bác muốn tặng lại cho chùa để đấu giá ngày hôm nay. Và bác mong rằng sẽ đấu giá được 1.500 hay là lớn hơn. Bác bỏ tâm tư ra đây là vì muốn quý vị gõ thêm cái tiếng chuông lòng của quý vị để quý vị có thể ủng hộ thêm cho chùa. Với tấm lòng cao cả như vậy thì Phương Thảo xin quý vị hãy đấu giá cho cái này, bắt đầu là 1.500 đô. Xin quý vị hãy nhìn nó rất là đẹp. Và quý vị ơi, không biết quý vị nghĩ sao chứ theo Phương Thảo, cái đẹp nhất của cái này là cái tình mà bác đã tặng cho chùa Từ Bi. Và ngày hôm nay hy vọng rằng có một bác nào đó hoặc là một anh một chị nào đó hãy mua về để tặng cho cha mẹ của mình. Vì không phải là giá trị của sợi dây chuyền, mà vì cái tấm lòng của sợi dây chuyền nhất định sẽ đem rất là nhiều may mắn đến cho quý vị và cũng như tạo phước cho đời sau. Và bây giờ Phương Thảo xin bắt đầu là 1.500 đô. Xin quý vị hãy giơ tay ạ. Với sự đóng góp của nhiều ca sĩ địa phương tại Dallas cũng như Houston, còn có sự xuất hiện của ca sĩ nổi danh Thanh Tuyền. Thời gian qua nhanh và dài, thế nhưng tiếng hát Thanh Tuyền vẫn dồn dạ, vàm vỡ, luyến lấy tâm hồn người nghe, đưa về không trời cũ những năm tháng thanh bình, tự do trên khổ hương. Đặc biệt, Thanh Tuyền nhắc nhở tới cuộc quy y độc đáo của mình với vị bổn sư là cố trưởng lão hòa thượng Phó Tăng Thấm Thích Hậu Giác sau thời gian dài xa cách. Khi gặp gỡ, Thanh Tuyền nói với hòa thượng nỗi lầm khi truân chuyên, khi sa đắm của cảnh đời người ca sĩ, rồi thổ lộ mong có ngày bước lên con đường tu hành. Ngài Thích Hậu Giác đáp: "Tu mà còn đợi, còn hèn hả con?" Lời nói đánh đầm tâm tư, Thanh Tuyền xin cạo đầu và quy y với cố hòa thượng Thích Hậu Giác đầu thập niên 2000. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tại giờ sáng giờ con không có ăn không uống gì hết, nhưng mà Phật pháp rất là nhiệm màu. Xin cho con được trình diễn được tốt đẹp đêm nay để không phụ lòng tất cả các khán giả quý vị đã tới đây để ủng hộ chương trình ý nghĩa trong đêm nay. Và mãi tới bây giờ hòa thượng đã viên tịch, nhưng mà Thanh Tuyền luôn luôn nhớ ơn hòa thượng Hộ Giác, sư phụ của Thanh Tuyền. Hòa thượng có nói là tu mà còn đợi nữa, tu mà còn hẹn nữa. Thì thưa quý vị, đó là ngày tối thứ sáu và sáng ngày thứ bảy tại Seattle chùa Cổ Lâm, họ chính hòa thượng Hộ Giác đã cạo trọc lóc cái Thanh Tuyền tại chùa. Và hôm nay sở dĩ mà Thanh Tuyền trình bày như thế này là bởi vì ngày hôm nay thì bất cứ những cái công việc Thanh Tuyền đi hát bây giờ là theo sự chỉ dạy của cố hòa thượng. Hòa thượng có dạy rằng
tất cả như quý vị ngồi đây đã hiểu đạo rất là nhiều, tất cả rồi cũng vô thường hết. Cho nên cuối đời con phải ráng làm một cái điều gì đó để rồi trước sau gì mình cũng đi. Cho nên để hôm nay thì Thanh Tuyền rất là mừng, vui và lại được làm thêm một điều nữa là được hát cho quý vị nghe trong đêm nay. Và mong quý vị mình cùng nhau góp sức để mà tiếp tục theo con đường của các sư để cho Viện Hóa Đạo 2, văn phòng Viện Hóa Đạo 2 được thành lập ở chùa Phật Quang tại Cali. Mới trên sân khấu nhìn xuống Thanh Tuyền tưởng là người, chị là người ngoại quốc, nhưng bây giờ Thanh Tuyền nhận ra rồi chị là chị Ý Lan, và chị là trời ơi chị giờ chị nói tiếng Việt còn hay hơn em nữa đó. Em rất là vui mừng gặp lại chị với anh Võ Văn Ái tại nơi đây. Dạ. Quý vị thấy không, thấm thoát đã mấy chục năm qua rồi. Từ lúc mà sau 75 tới giờ, và ngày hôm nay vì hai chữ tự do mà chúng ta đã bỏ nước ra đi, đã vượt biên và đã định cư nơi xứ người. Nhưng mà Thanh Tuyền muốn cho các em trẻ nếu có mặt nơi đây, các em phải nhớ đến sự hy sinh xương máu của cha ông, anh luôn trong gia đình chúng ta. Vì hai chữ tự do đã chịu biết bao nhiêu điều bất hạnh để ngày hôm nay chúng ta có được cuộc sống, các em có một cái đời sống tương lai như thế này. Đêm nay á, Thanh Tuyền hát là phụ, cái chánh làm sao mình mới kiếm được có tiền. Bởi vì trên đời này giờ không có tiền không làm gì được hết á, phải quý vị? Con cầu nguyện cho ơn trên cho Phật giáo được trường tồn và mãi mãi, để Phật giáo còn thì đất nước còn, Phật giáo còn thì dân tộc Việt Nam còn. Tại thành phố Houston, Thượng tọa Thích Giác Đặng, nhân nhân văn phẩm 2 Viện Hóa Đạo chào mừng quan khách. Hôm nay tất cả chúng ta nên celebrate bởi vì chùa Phật Quang, ngôi chùa chung của giáo hội đã được chính thức tạo mãi vào tuần lễ vừa qua vào thứ tư trước ngày Thanksgiving. Chúng ta rất là nên hoan hỷ. Có rất là nhiều ngôi chùa ra đời, có rất là nhiều công trình được thực hiện. Nhưng mà riêng ngôi chùa Phật Quang này thì thưa quý vị, được tạo lập ở trong một bối cảnh rất là đặc biệt. Không phải vì một thầy, không phải vì một sư cô, không phải vì một địa phương, không phải vì một nhóm, một tông phái, mà ngôi chùa đó thật sự là ngôi chùa chung của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Và vì vậy nó cũng là ngôi chùa chung của toàn thể Phật giáo đồ Việt Nam, không thuộc bất cứ cá nhân nào. Và trong cái quá trình thành lập ngôi chùa này thì chúng tôi cũng xin thưa với quý vị, nó cũng là một cái gì rất là chung. Chưa bao giờ có một ngôi chùa mà trong cái quá trình tạo mãi mình, thưa quý vị, từ California sang Florida, từ Seattle xuống Texas, từ Denver sang Atlanta, đều đồng lòng cùng nhau để đứng ra những buổi tạo những buổi tiền kỳ quỹ như là chúng ta có ngày hôm nay. Điều đó nói lên một sự kiện rất là quan trọng, là người Việt Nam nói chung và người Phật tử Việt Nam nói riêng, chúng ta có cái khả năng làm những cái rất là chung, vượt ngoài cái riêng tư. Và đó là niềm hy vọng lớn nhất của chúng ta đối với tương lai của đạo pháp và dân tộc. Chúng ta đã bỏ ra quá nhiều thì giờ công sức để xây dựng cuộc sống của chính mình, cho những cái gì thuộc về liên hệ đến bản thân của mình. Và có lẽ cũng vì chúng ta quá đặt nặng những vấn đề liên quan đến cá nhân, nên chúng ta có rất là nhiều sự đụng chạm, có rất là nhiều những cái hệ lụy. Và con đường trước mắt của chúng ta là con đường làm thế nào đó mà chúng ta đem cái tinh thần vô ngã, chúng ta đem tinh thần dấn thân, không có vị kỷ, để có thể làm đẹp hơn cho cộng đồng, làm đẹp hơn cho đạo pháp. Và sự ra đời của ngôi chùa Phật Quang là một ở trong những thành tựu đầu tiên về việc đó. Chúng tôi thật sự rất là vui mừng để đứng đây nói chuyện với quý vị ngày hôm nay, rằng tất cả quý vị đã làm một việc mà tất cả chúng ta phải hết sức là hoan hỷ, đặc biệt rất là hoan hỷ, và chúng ta nên celebrate.
Đạo hữu Nguyễn Cương hướng dẫn chương trình kêu gọi với lòng mong mỏi hiếu sinh không thu các nơi khác, mà phải thu cho được ít nhất trên 2.000 Mỹ Kim. Nào ngờ khi kết thúc, số tiền thu được lên tới 323.000 Mỹ Kim. Kính thưa quý vị, quý vị đã biết là Thượng tọa Chủ tịch Hội đồng Điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đã nói đó là cái ngôi chùa Phật Quang đã được tạo mái xong rồi, đã được ký kết vào cái ngày thứ Tư 24 vừa qua. Nhưng mà tuy nhiên con đường chúng ta vẫn phải còn tiếp tục đi nữa. Là bởi vì sao? Là bởi vì trong cái số tiền 1.300.000 để mà ký cái closing đó, thì trong đó nó có 470.000 là tiền do Phật tử giúp cho vay, mà cho vay ngắn hạn, có nghĩa là trong vòng 2 tháng sau khi 12 cái địa điểm gây quỹ xong thì phải hoàn trả lại cái số 470.000. Và nó không có lý do gì mà thành phố Houston chúng ta không đạt được cái chỉ tiêu bằng hoặc là hơn những nơi khác. Chẳng hạn như là ở trên Seattle cách đây 2 tuần đã gây quỹ được là 310.000. Và đêm hôm qua ở tại Dallas là gây quỹ được 159.000, thưa quý vị. Thành ra bây giờ 470.000 còn lại trong cái tiền mà Phật tử cho vay ngắn hạn trong vòng 2 tháng, thì chúng tôi xin quý vị là chúng tôi không dám đòi hỏi phải có cái số tiền đó trong đêm hôm nay, nhưng mà chúng tôi muốn chỉ 50% thôi, có nghĩa là 235.000. Thành ra ban tổ chức cùng nhiều quý vị chúng ta cố gắng đạt được cái chỉ tiêu đó trong buổi tối ngày hôm nay, thì đó thật là một điều rất là hoan hỷ, và xin cảm ơn quý vị. Nội dung các buổi gây quỹ gồm 3 phần. Phần đầu có 2 buổi thuyết trình ngắn của Thượng tọa Thích Giác Đặng nói về ngôi chùa trong lịch sử Việt Nam và tiến trình tạo mại chùa Phật Quang, và cư sĩ Võ Văn Ái nói về 4 bước đấu tranh suốt 39 năm qua của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, từ tự do tôn giáo, nhân quyền, dân chủ đến chống xâm lược Trung Cộng vào lãnh thổ và biển đảo Việt Nam. Tiếp đến, Ý Lan giới thiệu cuốn video về 6 tháng hoạt động đầu năm 2014 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Xin mời quý thính giả nghe một trích đoạn bài nói của cư sĩ Võ Văn Ái. Chúng tôi mới đến từ Paris hết sức là hân hạnh được thấy một cái căn phòng rộng lớn đầy những cái tấm lòng của những người đã thương tưởng tới một trong những tôn giáo của Việt Nam đang hiện nay đang muốn tạo mãi một ngôi chùa. Những người Phật tử hay thường nói rằng Phật giáo đồng hành cùng dân tộc. Nhưng mà nói như vậy thì đồng hành cùng dân tộc có nghĩa như thế nào? Chúng tôi chỉ xin nêu ra 2 cái ví dụ cụ thể, một cái ví dụ rất xa ở trong lịch sử và một cái ví dụ rất gần trong cái thời cận đại của chúng ta. Xa trong lịch sử thì tất cả chúng ta đều biết rằng cuộc kháng chiến vệ quốc đầu tiên của dân tộc do hai bà Trưng phất cờ lên để chống xâm lăng Trung Quốc. Thì trong cái cuộc chiến đấu chống vệ quốc đó, thưa quý vị, đã có mặt những người Phật tử, không phải riêng có mặt những người Phật tử mà có cả những vị ni. Như trong trường hợp sư bà Thiều Hoa năm 36 đã mồ 500 quân đến ứng chiến với hai bà Trưng, và sau này trong những cái hàng nữ tướng của hai bà Trưng có những bà ni như là nữ tướng Tiên La, vân vân. Thì đó là cái sự có mặt của những người Phật tử đồng hành cùng với những người Việt Nam chống ngoại xâm, và nói rõ là chống Bắc Phương, và chống Bắc Phương tức là chống Trung Quốc đang xâm lược của đất nước của chúng ta. Còn từ đó trở về sau, dưới thời Đinh, dưới thời Lý, dưới thời Trần, đã có những vị thiền sư chống xâm lược cũng đi ra ứng chiến để bảo vệ non sông với những người dân của Việt Nam. Từ một cái quá khứ xa tới 2.000 năm đó, trở về lại đây dưới cái chế độ độc tài cộng sản tại Việt Nam 39 năm qua, thì trong cái vị thế bị đàn áp một cách khốc liệt, cái người lãnh đạo tối cao của giáo hội, những vị như cố đệ tứ tăng thống Thích Huyền Quang hay là đương kim đệ ngũ tăng thống Thích Quảng Độ, hiện nay đang bị quản chế một cách rất là khắt khe. Tất cả các ban đại diện của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất hai trong 20 tỉnh đã không cho hoạt động, không cho sinh hoạt về vấn đề tôn giáo hay là văn hóa hay là giáo dục. Mà tất cả các vị lãnh đạo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, đặc biệt là hai ngài Huyền Quang và Quảng Độ, đã tham dự vào trong cái 4 chữ mà chúng ta gọi là đồng hành cùng dân tộc. Thì cái sự đồng hành cùng dân tộc đó kể từ sau khi
Cộng sản Bắc Việt cưỡng chiếm miền Nam, thì các ngài lãnh đạo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đã đi ba bước đấu tranh. Cái bước thứ nhất là cái cuộc đấu tranh đòi hỏi tự do tôn giáo và nhân quyền. Và quý vị chắc là sẽ còn nhớ, ngày 2 tháng 11 năm 1975 thì đã có 12 tăng ni tự thiêu tại Thiền viện Dược Sư ở Cần Thơ để phản đối cái chính sách đàn áp tôn giáo của Cộng sản. Một cái bước thứ hai, cái cuộc tranh đấu cho nhân quyền đó vẫn tiếp tục vào cái ngày 23 tháng 5 năm 1993. 40.000 Phật tử Huế đã xuống đường đòi hỏi tự do tôn giáo, đòi hỏi nhân quyền. Chưa bao giờ có một cuộc biểu tình của dân chúng đông đảo như vậy dưới chế độ Cộng sản mà nói thẳng là đòi hỏi tự do tôn giáo và nhân quyền. Đến năm 2001 thì Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, Nhân dân Hội đồng Lưỡng Viện, tức là Viện Tăng Thống và Viện Võ Đạo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, đã đưa ra một cái lời kêu gọi cho dân chủ. Đây không chỉ kêu gọi dân chủ một cách bình thường mà đưa ra một cái 8 điểm thực hiện dân chủ tại Việt Nam, tức là một cái cương lĩnh, một cái chương trình thực hiện cái tiến trình dân chủ tại Việt Nam thông qua cái lời kêu gọi cho dân chủ. Và đã có một sự đáp ứng rất lớn của toàn thể những người yêu chuộng dân chủ, không phải ở miền Nam không mà thôi, mà ngay cả ở miền Bắc. Cái bước thứ hai đó đã tiến tới cái việc đòi hỏi dân chủ, vì nếu không có dân chủ thì không thể phát triển đất nước của chúng ta trên cái phương diện xã hội, kinh tế, văn hóa. Gần đây thì thưa với quý vị, ai cũng biết rồi, Trung Cộng đã xâm lược vào lãnh thổ và lãnh hải của chúng ta. Thì đứng trước cái chỗ đó, kể từ năm 2007, Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ đã có những cái tuyên cáo chống xâm lược Trung Quốc. Cái lời kêu gọi cuối cùng thì chắc quý vị biết, ngày 10 tháng 5, Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ đã ra một cái tuyên cáo chống xâm lược và kêu gọi tất cả thành phần dân tộc, các tôn giáo hãy hiệp lực với nhau để hình thành một cái liên minh dân tộc chống ngoại xâm, với một cái lực lượng của tất cả các tôn giáo, tất cả các đoàn thể, tất cả các đảng phái hợp lực với nhau để bảo vệ quê hương, thì chắc chắn rằng chúng ta có thể ngăn chặn được cái làn sóng của Bắc Phương đang xâm lăng vào tổ quốc của vô hùng của chúng ta. Thì đó là những cái bước tiến từ nhân quyền tới dân chủ, từ dân chủ tới chống xâm lược. Thì như vậy, sự tham gia của các sư bà, sư ni, Phật tử vào cái cuộc kháng chiến vệ quốc đầu tiên của dân tộc, đến bây giờ đây thì quý vị đã thấy những cái bước đi rất lớn. Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ nói lên cái tiếng nói của Hội đồng Lưỡng Viện và Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, nhất định phải kết đoàn với tất cả các tôn giáo, với tất cả các đoàn thể của người Việt, để làm sao chúng ta liên minh với nhau chống xâm lược Trung Quốc, bảo vệ lãnh thổ và đẩy mạnh cái tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Chương trình Đài Phật giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả. Phật giáo Việt Nam thống nhất mang mạng chung từ đây, một lòng chúng ta tiến lên.